Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Ngày hôm nay thì tôi xin được mời các bạn đến với một trận đấu rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Nằm trong khuôn khổ của vòng 5 cờ tiêu chuẩn 60 phút tích lũy 30 giây SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Trận đấu giữa danh thủ hàng đầu Việt Nam của chúng ta, đó là Nam Phương công tử Lại Lui và đại sư đến từ Malaysia, danh thủ Thẩm Nghị Hà. Đây là một trận đấu hết sức quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam, bởi vì chỉ có thắng thì Lại Lui mới có thể giành được chiếc huy chương vàng cờ tiêu chuẩn. Chiếc huy chương quý giá mà chúng ta đã bỏ lỡ vào kỳ SEA Games lần trước diễn ra tại Việt Nam, với ngôi vị đầu tiên thuộc về danh thủ đặc cấp quốc tế đại sư Ngô Thông Hàn đến từ Singapore. Binh 7 tấn 1. Trong một cái trận đấu rất quan trọng, Lại Lưu Huynh đã quyết định tung ra cái đòn đánh mạnh nhất của mình, đó là tiên nhân chỉ lộ. Pháo 2 bình 3, pháo 2 bình 5, voi 3 tấn 5, mã 2 tấn 3, binh 3 tấn 1. Và không thể ăn binh 7 lên được đúng không ạ? Ăn binh 7 bị bù tượng ngay. Xe 1 bình 2, binh 3 tấn 1, treo tượng biên bắt tốt. Và xe 9 tấn 1. Một lập tức là vật ngay, vì nếu mà trong để trường hợp mà nếu mà họ bên họ đi xe 9 tấn 1 ý, mà chúng ta không vật pháo ý, thì họ sẽ ưu tiên họ chạy xe sang lộ 4 trước và sau đó họ lên sĩ, thì cái hình cờ của bên đen nó sẽ rất là mạnh. Các bạn chú ý, cái xu hướng của chúng ta sẽ là nước mã 8 tấn 6 mã quỳ, mà cho nên nước cờ này nước cờ buộc phải đi sĩ 4 tấn 5, binh 5 tấn 1, mã 2 tấn 4, tiếp tục là binh 5 tấn 1. Trong trường hợp nếu đến bên Singapore đi mã 4 tấn 5 thì chúng ta sẽ binh 5 tấn 1 và chúng ta sẽ có con tốt sang sông và sẽ nhìn ngay vào một con tượng, con tốt này rất là khỏe thưa các bạn. Quay trở lại một chút về cái vòng đấu trước khi diễn ra vòng đấu này. Như các bạn đã biết, ở vòng đấu thứ tư, danh thủ Lại Lui của chúng ta gặp danh thủ Nguyễn Thành Bảo và hai anh đã chấp nhận hòa cuộc để cho Ngô Tông Hàn dẫn trước chúng ta bằng một trận thắng trước Trần Cường An với điểm số là 7 điểm. Rất nhiều quý vị khán giả đã có thắc mắc về cái quyết định của ban huấn luyện và họ mong muốn rằng Lại Lui hoặc Nguyễn Thành Bảo sẽ thắng để có một cái khả năng chắc chắn giành huy chương vàng. Thì qua cái buổi bình luận này thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả và các bạn. Ngày hôm qua đã có buổi họp kéo dài trong buổi đêm, kéo dài đến gần 2 tiếng đồng hồ, và cả hai kỳ thủ của chúng ta đều thống nhất với việc là cái ván đấu thứ tư ấy thì hai anh sẽ quyết định là hòa cuộc để làm sao, hòa cuộc để mỗi người đều có cơ hội của mình. Bởi vì nếu như trong trường hợp bơm anh Bảo lên hoặc bơm anh Huynh lên thì cái việc mà các anh còn lại sẽ không có huy chương nữa, đúng không ạ? Và khi mà kết quả hòa, trong trường hợp nếu mà Ngô Tông Hàn và Trần Cường An hai bạn ấy cùng chiến thắng cùng hòa ấy, đối đầu với nhau cùng hòa, thì tất cả bốn kỳ thủ dàn hàng ngang đều có 6 điểm sau 4 vòng đấu. Và cả anh Bảo cả anh Huynh đều nói rằng nếu như tất cả cùng điểm thì chúng ta sẽ có lợi thế rất lớn. Các anh ấy rất tự tin trong cái việc chiến thắng hai kỳ thủ của Singapore và của Campuchia để cùng giành chiếc huy chương vàng bạc, vàng và bạc. Và trong trường hợp nếu như Ngô Tông Hàn chiến thắng thì anh Bảo khẳng định sẽ không thể để cho Ngô Tông Hàn vượt qua. Chắc chắn là ít nhất là sẽ có một trận đấu hòa trong trận đấu với cả Ngô Tông Hàn. Và Lại Lui cũng hứa với lãnh đội là nếu trong trường hợp nếu như gặp Thẩm Nghị Hà hoặc Trần Cường An thì trong lợi thế đi tiên thì anh ấy sẽ giành chiến thắng. Đó chính là lý do mà ban huấn luyện và các kỳ thủ đã quyết định hòa trận đấu này, trận đấu vòng 4, để đem lại sự công bằng cho hai kỳ thủ. Và kèm theo việc là chúng ta sẽ đặt mục tiêu giành ít nhất hai huy chương, đó là một huy chương vàng, một huy chương đồng hoặc một vàng và một bạc. Để tôi chia sẻ lại cho các bạn nắm được như vậy, để các bạn biết được là chúng ta đã tính toán rất kỹ và quyết định chọn phương án hơi mạo hiểm một chút nhưng hoàn toàn tự tin và công bằng. Chia sẻ lại với mọi người là như vậy. Và quay trở lại trận đấu thì tôi xin tiếp tục ván đấu. Xe 1 bình 2, mã 8 tấn 6 và xe 9 bình 6. Đây là trong thực chiến thì anh Thẩm nhào đi xe 9 bình 6, nước tranh thủ ra xe có vẻ hay, nhưng tôi nghĩ đây không phải là nước cờ tối ưu. Ở trong trường hợp này ấy, thì cái mục đích của anh Huynh sẽ là đóng tiếp tục pháo 8 bình 5 vào đầu, sau đó nhảy con mã 6 tấn 5 lên để đan hai con ngựa vào nhau rất là mạnh.
Trong trường hợp này, nước cờ hay nhất của bên đen không phải nước xe 9-6 mà chính là nước binh 3-1. Đóng pháo vào đầu. Đá tốt vào để làm gì ạ? Để ngăn không cho mã 6-5. Cơ kết cầu hai cặp ngựa lại với nhau rất là khỏe, phá đầu mã đội. Tốt lội sang sông. Và ở hình cờ này thì bên đỏ sẽ buộc phải lên sĩ 4-5 để làm gì? Để tránh nước cờ binh 4-1 bắt đôi cây. Và bây giờ mới là xe 9-6 quật sang biên. Thì nước ở cái hình cờ này là tôi đánh giá là hình cờ cân bằng. Mỗi bên đều có một tốt sang sông. Và cả hai bên xe của bên đen thậm chí đều rất là thoáng, thưa các bạn. Tuy nhiên là Thẩm Nghị Hào đã không chọn nước đi này. Anh ta chọn phương án xe 9-6 và ngay lập tức pháo 5, binh 1 chia mã biên, dọa sọc, sợ sọc, đóng pháo vào đầu, nhòm một cái tượng, buộc phải nổi xe lên, đúng không ạ? Đang nhòm một tượng ngũ và ăn tốt. Đến đây hình cờ đã tương đối lép dành cho Thẩm Nghị Hào rồi và anh ta quyết định đi nước cờ sai lầm, đó là xe 2-8. Ở đây nếu đi nước cờ xe 2-4 thưa các bạn thì tôi nghĩ là có vẻ hợp lý hơn cho bên xanh. Chúng ta hãy cùng thử nghiệm. La mã lên, đóng pháo vào, đang dọa vật pháo 7-4 để có thể bắt ngựa, sẽ lao ngựa lên. Và trong hình cờ này là hình cờ khá là ổn dành cho bên xanh, mặc dù đã hơi lép một chút nhưng tôi nghĩ là hình cờ này bên xanh vẫn còn chơi rất là ok đấy ạ. Tuy nhiên là Thẩm Nghị Hào đã chọn phương án là xe 2 8 tấn công vào con ngựa mà anh ta cho rằng đây là con ngựa yếu đến từ Lại Lưu Ý. La mã lên, chuyển xe sang bắt ngựa, xe 2-2, xe 6-7 và xe 9-2. Nước cờ tranh thủ ra cây đến từ Lại Lưu Hình rất hợp lý. Nước xe 9-2 này, thực ra ở hình cờ này thì bên xanh có thể có một phương án, đó là ăn tượng hoặc là đi pháo 8-7, thưa các bạn. Có thể ăn tượng nhé, có thể ăn tượng hoặc là pháo 8-7 đều là những phương án chơi được. Tuy nhiên ở trong hình cờ này thì bên xanh đã phạm một sai lầm, đó là phóng pháo 8-4. Mục đích là gì ạ? Mục đích là tấn công vào con ngựa ngũ của Lại Lưu Huynh, phá tan cái con mã rằng này để có thể có một lợi điểm. Và tuy nhiên đây là nước cờ mà cả tôi và Lại Lưu Huynh về sau này cùng nhận định đây là nước cờ sai lầm đến từ bên xanh. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của trận đấu. Đến thời điểm này thưa các bạn, đến thời điểm này thì trong ván đấu của anh Bảo đi hậu trước Ngô Tông Hàn thì anh Bảo đã thủ hòa trong hình cờ mà hai bên đều có khả năng đối công. Quay thì chúng ta mới thấy là anh Bảo anh ấy rất là hiểu Ngô Tông Hàn. Hôm qua anh ấy nói với cả ban huấn luyện là Ngô Tông Hàn mà đi tiên gặp anh ấy là không bao giờ dám đánh, chỉ ke ke đánh hòa thôi. Và nếu như anh Ngô Tông Hàn mà hòa với anh Nguyễn Thành Bảo và anh Lại Huynh chiến thắng anh Thẩm Nghị Hào thì có nghĩa là chúng ta hai kỳ thủ thi đấu sẽ giành được cả hai chiếc huy chương quý giá, trong đó có một chiếc huy chương vàng dành cho Lại Huynh, và mọi sự nó diễn biến đúng như vậy. Nếu các bạn theo dõi chuyện buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta thấy là trong một hình cờ mà bên đỏ có pháo đầu đóng chặt, có xe ở vị trí rất đẹp, đã không dám công phá danh thủ Nguyễn Thành Bảo và chấp nhận hòa cuộc ngay. Và đến thời điểm này là cái thời điểm mà khi mà anh Bảo anh ký cái biên bản mà hòa ấy, thì đồng nghĩa với việc nếu như Lại Lưu Huynh chiến thắng với hệ số cao ngất ngưởng của mình thì anh ấy sẽ là người giành huy chương vàng, chứ không phải là danh thủ Ngô Tông Hàn, người đang là đương kim vô địch. Và đến cái hình cờ này thì các bạn đã thấy, các bạn nhìn trong cái ảnh thôi các bạn thấy là cái sự khi mà Lại Lưu Huynh đang nghiêng mặt ra nhìn ra một cái chỗ nào đó thì các bạn đã thấy hiểu là cái thời điểm mà tâm lý của kỳ thủ hàng đầu của chúng ta là rất là thoải mái rồi, thưa các bạn. Và anh ta quyết định rất mạnh dạn nhảy chồm nước mã 5-4. Chúng tôi đang bắt xe, chạy xe sang 6, pháo 5-1, nước cờ rất hay. Một cái nước cờ mà dùng cái con xe 8 này, giữ con mã 3 này, phóng pháo 5-1 để ngăn cản cái đường con xe giữ con pháo này, và đang dùng xe 2 bắt pháo. Một cái nước cờ phải nói là cực kỳ đẳng cấp đến từ Lại Lưu Huynh ở trong nước cờ chung cuộc này, thưa quý vị và các bạn. Và tôi có thể nói rằng nước pháo 5-1 này là một trong nước cờ quan trọng nhất đem lại chiến thắng cho danh thủ Lại Lưu Huynh của chúng ta.
Con pháo này rất khó chạy. Được các bạn. Giật pháo về. Đến đây thì anh Huynh đi pháo 5 bình 3, nhưng mà chúng ta có thể cân nhắc một nước cờ này này. Ở đây có nước cờ, nếu mà nếu mà để anh Bảo cầm thì tôi nghĩ là anh Bảo sẽ đi mã ô tướng 5. Ngay tức thì chúng ta thử phân tích nhé. Nhất mã hoàn lưỡng tượng lại còn ăn được một số con khác. Mã ô tướng 5. Voi 7 tướng 5. Vật chiếu. Đến đây có hai phương án mà bên xanh có thể đi. Phương án thứ nhất, xuất tướng. Mã 3 tấn 4 đang bắt xe. Xe phải chạy. Pháo 5 bình 3 đang bắt cục bắt xe. À, tỏi ngay đúng không ạ? Đây nếu trong trường hợp ăn tượng của đối phương xuất tướng. Còn nếu như về sĩ thì sao? Nếu về sĩ nhé. Bụt. À, pháo đang ăn được ngựa và pháo đang bắt phá, xe đang bắt phá. Buộc đối phương phải đóng pháo vào đầu. Lên sĩ 6 tấn 5, quật sang, thọc xe xuống bắt đôi. Ở trong hình cờ này thì bắt buộc bên xanh phải trả lại cây rồi. Và sau khi trả lại cây xong thì các bạn thấy là họ kém chúng ta tốt đầu, kém về cái vị cây, và bên cạnh đó thì còn kém cả đôi voi nữa. Không thể thay đổi được cái hình cờ này. Hình cờ này là hình cờ mà khi lại Huynh cầm là thua chắc luôn các bạn. Tuy nhiên là không phải anh Huynh không tính được cái nước này đâu. Anh ấy thẩm lại sau ván đấu, anh ấy bảo với tôi là em nhìn đến nước ăn tượng đấy, nhưng mà em lại nhìn đến nước pháo 5 bình 3 này là nước cờ chắc thắng nhất mà an toàn nhất. Và anh Huynh đã chọn phương án mà không quá sâu sát, nhưng đè đối phương lấn từ tí một và dẫn lên chiến thắng. Chúng ta hãy cùng phân tích. Pháo 5 bình 3 đang bắt xe, chạy xe vào nhìn ngựa, sĩ 6 tấn 5. Và đây là một nước cờ mà cực kỳ khó đi dành dành cho bên xanh thưa các bạn. Gần như là thực tế là chưa biết đi đâu. Đang dọa vật pháo xuống tượng, tượng ăn về chém xe xuống pháo. Đang bắt pháo này, sau đó chạy sang bắt đốt con tượng này. Là vỡ ngay. Vỡ con tượng này là con mã biên này rất khó đi các bạn để ý. Ở đây mà không ăn xe về ngay là sẽ bị nước cờ. Nước cờ cực kỳ nguy hiểm là vật pháo xuống tượng này, tượng ăn về nó chặt xe xuống pháo. Đấy. Do vậy mà nước này đến đây thì danh thủ Thẩm Nghị Hà vậy. Cay đắng lựa chọn phương án bã nhị, ở trong Sài Gòn hay gọi là bã nhị, một lấy đôi. Ở trong trường hợp này nếu như mà chúng ta ăn tốt ra xe này là sai lầm, họ ăn xe sang pháo này là cờ không ưu thế gì đâu các bạn nhé. Vụt tượng đá, đang chiếu tường, ăn tượng về và ăn xe. Các bạn phân tích hình cờ này, hai xe pháo ngựa tốt sang sông, con pháo 8 đang trong mồm, con mã quỳ, con mã biên yếu, gãy một tượng. Bấy nhiêu thế là đủ rồi các bạn ạ. Một điểm yếu dẫn đến rất khó khăn, hai điểm yếu dẫn đến cực kỳ khó khăn, và ba điểm yếu thì không thể đỡ được. Pháo 8 bình 5, chiếu tướng, tranh tiền, đá tốt vào, lên tượng bị tắc xe các bạn nhé, không nên lên tượng. Chạy xe ăn tốt bắt pháo động, leo lên giữ pháo, giật xe về bắt tốt đầu. Đi bình 5 tấn 1 bắt pháo, không thể ăn mã được, ăn mã sẽ là pháo 1 bình 5 ngay. Chuyển pháo ra bắt cục, treo tượng biên, tại sao không treo tượng trong? Tượng trong, nếu treo tượng trong thì cũng được, tự nhiên con xe 9 này nó bị, nó không cơ động này các bạn này, đó chính là lý do lại lưu hình treo tượng biên. Lao ngựa lên bắt tượng, kệ, xe 2 bình 4, ăn tượng, lao sang bắt pháo, bỏ pháo đáy, bỏ pháo 1, ăn về, chém xuống bắt xe, và nổi xe 9 tấn 2. Thực ra con mã này nó rất là nguy hiểm này các bạn này. Con mã đang nhòm ở khẩu tướng này, nếu thích có thể ăn sĩ này, phối hợp với tốt xe về sau này có thể tấn công vào cái phòng tuyến đối phương. Ở trong trường hợp này thì bên mình có quá nhiều xe anh em ạ. Bên Thẩm Nghị Hào chỉ có mỗi con xe 9 thôi, chúng ta này có con xe 4 này, có thêm con xe 9 này, lại có thêm con xe bé bé ở chỗ 5 này, đấy, con xe chân ngắn này, con xe phân khối nhỏ này. Đây là 3 xe một ngựa đánh nhau với xe pháo 2 ngựa thưa các bạn. Quá nhiều xe dành cho Việt Nam. Chuyển xe sang. Ở đây thì Thẩm Nghị Hào có đi phương án là pháo 3 bình 2. Một số bạn thắc mắc hỏi tôi trong lúc live stream mà nếu pháo 3 bình 5 thì sao. Vâng, cứ thử bình 5 nhé. Bình 5 xuất tướng, đá ra, bắt ngựa, chết cậy. Gần như là chết cậy thưa các bạn. Chuyển xe đầu, đấu xe, ăn lên, chết cậy ngay, không thể đỡ được. Đấy, đó là nếu mà phương án vỗ pháo vào 5 thì chỉ
tốt cho việc lên tướng thôi, không sao cả, ra tướng thôi, trợ công. Do vậy mà Thẩm Nghị Hào sau một suy nghĩ đã quyết định đi pháo 3-2. Chỗ này thì thực sự là quá khó khăn cho Thẩm Nghị Hào rồi. Anh ta cũng biết là khả năng thua cuộc rất cao rồi, nhưng mà bởi vì tính chất quan trọng của trận đấu này, nếu thắng thì Thẩm Nghị Hào là thậm chí có thể là được huy chương đồng. Cho nên anh ta hết sức là cố gắng. Đá tốt, bắt ngựa, vòng về, ấn xe 4/3 đầy, tiếp tục là nước cờ đẳng cấp khác của Lại Lưu Hinh. Vừa là ngăn cản nước cờ mã 9/8 của đối phương, vừa đang chạy xe ra bắt đôi này mọi người này. Chạy xe 9/8 để mở đường cho mã lao lên, chạy bắt đôi, kê pháo vào đầu, đu xe theo và thoái mã về cùng. Đến đây thì quá dễ rồi đúng không thưa các bạn? Đến đây thì quá dễ với Lại Lưu Hinh rồi. Đến thời điểm này tôi nhớ là khung chat của đội tuyển Việt Nam bùng nổ. Sáng nay là sau khi thấy Lại Lưu Hinh với ông Nguyễn Thành Bảo hòa được có 6 điểm cho ông Ngô Tông Hàn, ông lên 7. Anh em lo lắng lắm. Xong lại thấy Ngô Tông Hàn đi tiên gặp Nguyễn Thành Bảo, lại bảo nếu mà Ngô Tông Hàn thắng Nguyễn Thành Bảo thì Việt Nam mình mất chức vô địch à? Thắng làm sao được à các bạn? Làm sao mà dám thắng, làm sao mà đủ đẳng cấp mà thắng Nguyễn Thành Bảo được? Một vài trận thắng của anh Ngô Tông Hàn là thắng trong thời điểm mà anh Bảo anh thích cầy thôi. Còn nếu mà trong trường hợp mà anh Bảo đã anh đã quyết định anh đứng để lấy lại, để chặn đường Ngô Tông Hàn lại, để cho Lại Lưu Hinh ghi bàn ấy, thì tôi nói với các bạn nghe là không thắng được anh Bảo đâu, gần như tuyệt đối không. Thậm chí là nếu mà công phá quá là còn thua ngược lại. Và Ngô Tông Hàn đã chứng minh điều đó là sợ, là buộc phải hòa anh Bảo để làm sao để chắc chắn cho huy chương bạc. Nếu thua lại có khi là xuống huy chương đồng. Đấy. Và đến thời điểm này thì quá dễ cho chúng ta được thưa các bạn. Một pha xe 8/5 cắt cổ ngay. Và các bạn để thấy đang bắt cây, nếu chạy pháo ra đâu đấy chẳng hạn. Đến đây thì Thẩm Nghị Hào cũng là thức thời là Trang Tuấn Kiệt, thì thức thời là Trang Tuấn Kiệt thì cũng buông cờ rồi. Và nếu như các bạn, nếu trong trường hợp anh em mà nếu chạy pháo đi ra, chạy pháo thì đơn giản lắm. Cục này tôi chuyên đánh anh em ạ, cục phế xe, xe 5/3. Trong trường hợp ăn sĩ lên mà buộc phải ăn sĩ lên thì xe 5 chúng mình lại tấn 5 tuyệt sát. Đấy. Các bạn thấy một ván cờ có thể nói là Lại Lưu Hinh đi tiên nhé. Mà ngay sau khi đối phương mà mắc sai lầm phát là đánh cho không trượt cái nào cả. Một cái trận đấu thắng quá quan trọng của danh thủ Lại Lưu Hinh. Nó đánh tan đi sự nghi ngờ của những người hâm mộ đang lo lắng ở quê nhà. Chúng tôi biết là mọi người rất là lo lắng, nhưng mà biết là mọi người rất yêu các kỳ thủ, rất yêu Việt Nam, rất lo lắng cho Việt Nam, nhưng mọi thứ nó nằm trong tầm tính rồi. Và cái chiến quả ngày hôm nay với chiến thắng này, anh Lại Lưu Hinh được huy chương vàng, anh Bảo được huy chương đồng, và chị Loan Cháy ở bên bảng nữ đợt huy chương bạc. Hơi đáng tiếc cho Loan Cháy một chút, nếu Loan Cháy chiến thắng là đã có thể được huy chương vàng nữa rồi. Nhưng mà hôm nay đối phương của Loan Cháy đỡ rất là hay và đã đỡ hòa của Loan Cháy. Các bạn có thể thấy là trong cái nội dung đầu tiên là chúng ta đã giành được 1 vàng, 1 bạc, 1 đồng, mà báo cáo các bạn là vẫn còn 2 nội dung nữa. Mà cái chỉ tiêu của Tổng cục Thể dục Thể thao giao cho đội tuyển cờ tướng của chúng ta là chỉ là 1 vàng, 1 bạc, 1 đồng thôi. Và ngay trong nội dung đầu tiên là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ xem cờ, cứ xem thông tin tôi đưa về và hãy cổ vũ cho các kỳ thủ của chúng ta. Tất nhiên có sự lo lắng, tất nhiên không thể gọi là quá là tự tin đến mức độ kiêu ngạo và đến mức độ chủ quan được. Nhưng các bạn cứ yên tâm, những cái gì mà người hâm mộ mong muốn, những cái gì người hâm mộ mà đòi hỏi, những cái gì mà người hâm mộ tính toán đều nằm trong tầm tính của ban huấn luyện và các kỳ thủ của chúng ta. Chia sẻ với mọi người là như vậy. Và chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu đăng ký với Tổng cục. Và ngày mai đến lượt Nhật Ý ạ và nhà vô địch Việt Nam năm 2020 Đặng Cửu Tùng Lân ra trận nội dung cờ nhanh. Và ngày kia sẽ là Tiểu Lý Phi Đao Chu Tuấn Hải cùng với Khủng Long Bảo Chúa Hà Văn Tiến ra trận. Và chúng ta đang đứng trước một cái cơ hội mà có thể nói là giành ít nhất một huy chương vàng nữa trong 2 nội dung còn lại. Tôi có thể báo cáo lại với các bạn là như vậy. Và xin chúc mừng thay mặt những người hâm mộ cờ tướng Việt Nam, xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu thành công trong ngày hôm nay và hoàn thành mục tiêu sớm với 1 vàng, 1 bạc và 1 đồng cá nhân. Một lần nữa, xin được cảm ơn Mr. Lê Táo và Mr. Hùng Soaring đã hỗ trợ vé máy bay cho phóng viên chiến trường. Cảm ơn đông đảo anh em đã ủng hộ cà phê cho anh em chúng tôi. Và ngày mai thì tôi sẽ cố gắng cùng anh Trang là cố gắng livestream một số trận đấu cờ nhanh đến với quý vị khán giả các bạn. Các bạn hãy cùng cổ vũ bọn mình nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn các kỳ thủ.
Cảm ơn ban huấn luyện đội tuyển cờ tướng Việt Nam và cảm ơn tất cả quý khán giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 9 giờ sáng ngày mai với những diễn biến nóng bỏng nhất của nội dung cờ nhanh SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.